lấy khi mình chia bay những thứ đặc biệt đồng tiền thì mỗi cứ cả chuyện ba chuyện thay nơi bật tiền tỷ cứ dương chân này nói tiếng riêng nơi thay chả chắc nhà đại cận bên bảy hà thay nhưng việc của mình thay tỷ cứ ở trà mà hay thì bay tiếp chả nhưng gì thì đặc biệt đường thay tao dương không score dạng mấy bạn hà thành lơ hay bay đại dương ở khoa chia score với và dương khoa chia score dương thử nhám ấy dương nhám score rồi dương nhám ấy xịn hay nít cứ chia chả ở vậy để cho ban xã xua với chả mình bật răng nè ông pi tham bên để nhâm khoa chín score ta nhâm thử nhâm score rồi còn nhâm protein chả anh con có bán sao vậy đó nhâm mở chả rung chạm bề mặt cho mình tinh tiết làm mấy cái chị đang cầm ở bên chị từ đại sai chắc nhâm đang chả như vậy mình to thì nó bọt đi bị pro tha nhưng còn đang lấy tha score nó bị ở lo tê chả cái này nhâm đỡ việc có ta chừng ngứa chả biến bài hà chừng ngứa đôi chi chừng ngứa bẹt đốm rồi đôi chi biến bài hà mũi score đại học score chớn người chồng bài hà chừng ngứa bẹt đốm chừng ngứa là ở chả bài hà là kilo nâng ở bài hà chừng ngứa tật nôm của em là đang việc con bị bật vào score phần tay giang na cái đó score có vì mẹ tham biến tật con bị bật ở con sầm bát đây chả con sầm bát vào score cứ nó phải để dùng vơi mộng nó phải để dùng khoa chết score mình đặt tới khoa chết score nó dương ở xa vơi mộng nó để ra thì chết score như kẹt chó lúc doctor bảo rằng anh bảo thế cứ dương tới nhám score con tay score để dương nhám nó dương cùng vô à score so chả bây giờ vậy mà mặt anh lấy tới sổ staff chứ bây giờ vậy chơi cái tết bên miền là score đại vì bồng lại từ ấy trong tiếng đó năng chẳng ca bồng lại bao biết bên miền là chút miền là lươn chả bất là nó viên tới chờ thì tiền ở lúc như vậy thì mà lẽ cả nạn cầm rồi đấy nghe sẽ cứ score đại quan trọng kẹp ở dương nham nó cứ score thò mà chuyện score thò mà chuyện nó viên miền là nồng bay chả nó nồng bồng lại cà rốt nó có miền score đấy nó phải mất chả bồng lại cà rốt nó có miền score đấy hay play chơi thua mà chuyện, chả play chơi thua mà chuyện, nó cứ score là o để dương thở nhám, chứ không phải để dương không ai chơi score, dương cùng nhám mà score sập bạn thì mệt, chả đôi tia ho trên một cái phe sẽ chạm bông của bông, chả rồi có score so, chả rồi có score na để cái chấm rắn cho lòng cắt process hay chứ không là score sập bạn thì mệt hay, nói chung là bà sân chị a, chả dương đã play chơi tam luôn, chả play chơi cứ chui dương chở nó được nhầm lớn nhầm đã play chả play cả lạ play cả lạ nó có miên score đấy nè chả hay miên miên fiber thì play cả lạ rồi nhầm nhầm cả lạ tới nhầm bật trường xu nó sống trên sài bảy mật chắc nhầm đã chả nhầm đã score tam luôn đã play chơi tại pe kha nó luôn khi nhầm to này pe kha nhầm bị miên score ở chỉ play chơi ở miên score thua mà chết chẳng ăn chấm rơ hề được chứ này ha miên tại khi nhầm phật coca cola chả tay giờ là o bảy mật riêng nhầm score thua mà chết hai nhầm đặc biệt mấy bàn thang ăn lơ chả cầm rất score thôi mà chỉ đang miên ông tia ho nơi không phải chơi rồi còn nơi không ở phải chơi để dưỡng cân rồi mới có tập khum nó có score thôi mà chỉ này có vận tải tập khum nó cả đó cả này dưỡng hộp lơ cả lo này vì ai bằng co ai miên ca lang chỉ score nơi không chiếm á chả tập khum này dưỡng hộp bài bài nó chẳng à score thôi mà chỉ nó có vị trí hai bằng co ai miên chỉ score lơ không chiếm này bớt dần bởi dưỡng nhám lơ cầm rất hai nhám dòng mấy bàn thay tay cầm rất xem ra mình nuôi sấy chả cứ ai cái xa trên mầm pi được chỉ Harvard EDU nó chả cái ban thì vậy tha ở sầm ra mà nữ sẽ đấy cứ dương nhám score không mà ngày nó không mà nẹt nó á cùng ao lớp pi mà pay buôn cùng ao lớp pi bằng muối cha xong tôi dễ chia gram biết chia mà pay gram nhưng mà chạm này tai buồn dễ pi sập hỉ tai nó á phải mất cha chụp sập hỉ tai tụi để dương phật tai nó á cứ cùng ao lớp pi bằng muối sập hỉ tai không mà ngày cha mình nói thành trẻ dương hô và ha score phong à ha đại dương chấm ân đại score cha ngao ấy nữa á chả hay nó ngà score đại dương nhâm bị tật mông rồi score bị lại chơi nó cứ cầm oi bạ thì mán score nó bởi dương dương mà đại nó không ai sập phía tai nó cầm oi lơ mà phải lơ vào mũi sập phía tai nó sầm rạp mà nước sậy tai mà nước pro cứ cầm oi lơ bị vùng bốn sập phía tai nó có thông cô sao đấy nó phải mất vì mình tụi mà nó vì phần đi đá nó chả phần lực cột này thì đá hay bởi dương cực mốc vào mũi rồi phía tay nó bởi dương vọt chỉ tật mốc vào mũi nó chết ra nè chả chết ra mình tên chẳng vậy tha mình tha chết ra mình tên nó vì chết ra mồm là dương scope ấy phần nâng ở mồm là dương tha nhằm scope phần nâng việc khổ bày chả vì là mồm mồm chả phần tay bảo sân bao dương ưu tiêu hò nè khá còn nhằm lại miền mà cả lỗ nhằm mà nè ấy chả hay nhằm nhất tiệt mà cả lỗ nhằm ấy mà cả lỗ lại miền miền chết score chết ra nó phải mất chả thầm đặc là cả lỗ nó chớ nó phủ phai miến phai mực lang bên tèn chả chẳng chả nè các con tinh nhà con tinh ti hò con nhám phai miến mà cả lỗ nhám là mình nè ai hỏi nhám nhật tiệt là bọc em phai nồng hai chung cá chả nhám là không ấy giống tới mình nhám tinh ti gì nhám mà đong chớn phai chả ti hò nhám chớn 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 nát chẳng nó chả chớn đồng hay bữa nè các con nhám khối bô sắc nhám mình thay nhám ti gì nhám nhâm chưa ăn khăng mình tên nhâm xua nè con tận nôm phải em á còn thà bị khmer còn nhâm còn rồi bồ sát nâng nhâm giờ hai bóng trà hay là bọc em phải em cu chưa ăn khăng mình tên bị búa tha
ផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺចាសបោរបស់ញ៉ាំហ្មងចាហើយបើនំប៉័ងដាក់សាច់អីក៏ញ៉ាំសាហាវដែរញ៉ាំច្រើនណាចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជ្រក់អីហ្នឹងមិនមានជាតិផ្អែមប្រិមត្តចាអញ្ចឹងអាយើងញ៉ាំគាត់ញ៉ាំក្រូចផងគាត់ញ៉ាំនំប៉័ងដាក់សាច់ផងគាត់ញ៉ាំអីផងវាច្របោកច្របល់អាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងវាលើសហើយវាលើសលើសក្នុងមួយថ្ងៃគឺលើស6សភាចាបើយើងគិតជាកម្រិតចាបរិមាណស្ករវាលើស6សភាតែហើយចាតែបើយើងញ៉ាំចេះឧទាហរណ៍យើងញ៉ាំចេកមួយផ្លែទៅចាព្រលឹមឡើងយើងញ៉ាំចេកកន្លះផ្លែឬក៏មួយផ្លែហើយញ៉ាំប៉មប៉ុន្មានចំណិតចឹងទៅចាហើយញ៉ាំត្បាំងបាយជូរប៉ុន្មានគ្រាប់វាចម្រុះទាំងអស់ប្រិមិត្តវាមានចាគ្រប់សារជាតិមានទាំងស្ករមានទាំងវ៉ៃតាមីនមានទាំងអីអានោះអត់ចេះលើសទេចាអត់ចេះលើសទេហើយគឺជាអាហារស្ករដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការហើយមិនមែនមានន័យថាខ្វះជាតិស្ករទៅហូបប្រូតេអ៊ីនទេអត់មានអញ្ចឹងទេចាប្រូតេអ៊ីនគឺសម្រាប់តែយើងឧទាហរណ៍ថាសរីរាង្គរបស់យើងចាហើយមិនអាហារដែលយើងត្រូវញ៉ាំនោះវាត្រូវមាន3ប្រភេទចាំបាច់ទាំងអស់វាត្រូវមានប្រូតេអ៊ីនវាត្រូវមានសាច់ចាវាត្រូវមានសំតោសមានខ្លាញ់ហើយវាត្រូវមានពពួកកាបូไฮដ្រេតចាកាបូไฮដ្រេតហើយពពួកអាហារស្ករនោះថិតនៅក្នុងកាបូไฮដ្រេតនឹងឯងចាំប្រូតេអ៊ីននឹងក៏វាចាំបាច់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនជំនួសពេលដែលបាត់បង់ស្ករទេចាគឺយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីននៅពេលដែលយើងអត់មានចាសារធាតុបំប៉នចិញ្ចឹមសរីរាង្គយើងគ្រប់ចាពីព្រោះប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងក្រឃ្លានធ្វើឲ្យយើងនឹងក្រហេវអញ្ចឹងយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងញ៉ាំអីទៅពីទៅពីផ្ដេសផ្ដាសឧទាហរណ៍អូម៉ាថាយើងញ៉ាំបាយច្រើនណាប៉ុន្តែអត់សូវមានប្រូតេអ៊ីនទេមកហូបដែលខ្វះនៅសារធាតុចិញ្ចឹមអត់សូវមានប្រូតេអ៊ីនគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ហែវចាអញ្ចឹងគេញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងមានទទួលនៅសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រោះហែវហើយយើងការដែលយើងគ្រោះហែវហ្នឹងយើងអត់ញ៉ាំអីប្រភេទចន្លោះពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានថាទៅញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនជំនួសស្ករដែលបាត់បង់ទេចាអមលោកហើយបើយើងញ៉ាំស្ករគឺគ្រាន់តែយើងញ៉ាំល្មមដោយតែរាល់ថ្ងៃនេះក៏អត់ចេះលើសដែរចាហើយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយប្រិមត្តចាខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំញ៉ាំអាហារស្ករខ្ញុំអត់មានហូបជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំព្រោះពុកខ្ញុំគាត់អត់ដែលទិញឲ្យម្ដាយខ្ញុំទិញស្អីមកដាក់ក្នុងទូទឹកកកអីចាឬក៏ទូក្លាសេចំនួនខ្ញុំនៅទូទូចមានទូទឹកកកណាប្រើប្រិមត្តចាមានទូក្លាសេមកក្មេងចំនួន9ប្រហែលនោះចាតោះអាយុតិចបាទខ្ញុំមានទូទឹកកកប្រើអញ្ចឹងចំនួនមានទូក្លាសេហ្នឹងក៏ប៉ាខ្ញុំមិនឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំទិញទឹកក្រូចអីមកក្លាសេចាគ្រឿងកំប៉ុងអីមកក្លាសេអីផឹកដែរចាគឺផឹកតែទឹកសុទ្ធទេពីព្រោះប៉ាខ្ញុំក៏ដឹងថាជាស្ករហ្នឹងអាកណាផឹកយូរវាទៅជាទឹកនោមផ្អែមចាហើយឪពុកខ្ញុំណាឪពុកខ្ញុំគឺជាចាចាំគាត់ធ្វើពេទ្យប្រិមត្តណាចាគាត់គឺជាមនុស្សដែលប្រយ័ត្នបំផុតទៅលើអាហារដែលទទួលទានចាជាពិសេសគឺអាហារស្ករហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្វែងខ្ញុំមិនដែលដឹងថាវាស្អីស្អីទេគាត់ណាគាត់អត់ទិញមកយើងអត់បានញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអត់ទាចាយើងអត់ទាព្រោះយើងអត់ធ្លាប់ហូបអែមតាំងពីតូចចុះចាយើងអត់ដឹងថាហូបស្ករហ្នឹងវាទៅជាបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមថ្ងៃក្រោយយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំគឺគាត់មិនជាអ្នកហូបផ្អែមទេប៉ុន្តែពេលគាត់ចាស់ប្រិមត្តអាហ្នឹងវាបញ្ហាអាំងសាលីនហ្នឹងអាការផលិតចាក្នុងចង់និយាយថាប្រព័ន្ធសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយយើងកាលណាអាយុកាន់តែច្រើនវាបាត់ 50% ហើយអញ្ចឹងដំណើរការអាំងសាលីនរបស់គាត់វាក៏បន្ថយនៅសមត្ថភាពហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ចាស់ហ្នឹងគឺលើសជាតិស្ករអូតូម៉ាទិកហ្មងហើយអាហ្នឹងពីក្មេងគាត់អត់មានញ៉ាំស្ករអីទៅពីតាទេគាត់ញ៉ាំតែឧទាហរណ៍ថាសែនមួយឆ្នាំម្ដងយើងទៅញ៉ាំកូកាញ៉ាំទឹកសដាយកំប៉ុងអាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងហើយបងប្រុសខ្ញុំវាចូលចិត្តណាទិញអាកូកាមកផឹកចាហើយប៉ាខ្ញុំប្រាប់រហូតចាហើយដល់ពេលវាញៀនវាតិចហើយវាលាក់ទៀតដល់ប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាប្រយ័ត្នទឹកនោមផ្អែមអ្នកណានោះផឹកកូកាផឹករហូតចាផឹកងើយថាផឹកប្រហែលខែជាប់គ្នាដល់ហើយទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ាខ្ញុំថាផឹកហ៎ប្រយ័ត្នទឹកនោមផ្អែមតែហ៊ានដល់ផឹកទៀតពិបាកហ្មងទឹកនោមផ្អែមខូចកលៀនខូចអីងាយណាគាត់ប៉ាខ្ញុំគាត់បញ្យល់កូនខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំវាលែងផឹកដែរវាលែងព្រោះវាញៀននោះណាតិចខ្ញុំមកលាក់ទុកប្រិមត្តវាចង់ផឹករហូតកូកាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងទំលាប់នៅក្នុងគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយគាត់អត់ដឹងថាអាស្ករលើសនឹងវាអត់ល្អអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យកូនហូបឧទាហរណ៍គ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីនឹងចេះតែហូបចេះតែផឹកអញ្ចឹងណាចាទឹកផ្អែមទិញពេញដាក់ទូទឹកកកបងចុះគណៈខ្លះគេធុញធៀប្រិមត្តគេមានលុយអញ្ចឹងគេទិញពេញដាក់ទូទឹកកកតាមពិតអាលើសលួសនឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យខូចសុខភាពចាខូចសុខភាពមានតែផឹកទឹកសុទ្ធទេល្អជាងគេយើងញ៉ាំទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែយើងញ៉ាំស្ករចេញមកពីផ្លែឈើចាអាហ្នឹងខ្ញុំហៅថាស្ករអាហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំមិនចាប់ពេទ្យប្រាប់ថាហ្នឹងស្ករធម្មជាតិយើងនៅតែទទួលទានអាហារស្ករធម្មតាប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសចាចង់និយាយថាបើយើងគិតពីចំនួន6សភាតែហ្នឹងស្ករបរិមាណស្ករ6សភាតែហ្នឹងក៏មិនតិចណាច្រើនណាស់ប្រិយមិត្តអញ្ចឹងមកថាយើងអាចញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងនឹងវាច្រើនមកគ្រប់ហើយចា
bởi dương nhám phần năng bát nó cứ dương ăn chết lứa hay chả viết viết là mồm mà nó không sợi thêm bao nhiêu hay bởi dương nhám tích chương năng của ba này tích chương năng tích chả chắc như đây thà trẻ dương nhám tật đôm dương thập tật đôm mồm là mồm tích tích tư chả dương nhám khỏi bố sắt mồm là mồm tích tư nha không chả play chơi mồm mồm tích tích tư cứ viết ăn chết tê chả viết ăn chết lứa tê bảy mật chả cùng bà rom con bố tha cái này ăn chết score với cô của bạn nó không luôn này vì ăn như đây tình châm khô không ai chả anh em phèm mà đông tiền đông tơ phèm ơi thay còn ai để dương nhám score cha nhám score để bây giờ bấm lại tới lướt à nó kêu rapid cha rapid visa đang kêu thật super rapid cha super rapid bên đây là score nó bị bấm lại từ sấy sấy nó bị là ha anh đang ngay bản dương mình dương thử chia viên à score so à score sấy sấy nó cha số mấy score score thân out nó từ đâu bên đây mình score thân out còn nam viên score của họ cha cái nam viên viên score của họ viên viên là sa thiên bị giáng luôn cha đại bắt đầu sa thiên châm chớn chia ngay score so cha hay score của họ nó còn miên sa chiết score score so đấy còn tham bên miên à sa chiết mình nhá đại bổng lấy soi trên cả hòm chắc là nước bên miên sa chiết chấm còn bao chiêng có bàn tay dạng na có thân nó không đồng hết à score đại cái bổng lấy hay đại thế nhà chẳng thấy do lỡ dương chiết viên vía nhà dương chiết viên vía bên nam mẹ thằng chắc thơm không đại score đại tít tít chứ bên mất nhà đại tít tít đấy tôi nhầm dễ nhưng thơm mấy cái mối lớp bổng mũi ở cha bổng mũi sự phía tài hay là nước dương bả vó là mẹ này đã từng vui chạm ồ ngày nào mà sầm khăn chứ dương nhầm tỉnh cha nhắm score tình tình cho đây mà lá đẹp nhắm tham bị muốn tay chứ nó ngả tay chứ nó ở bốc nhắm ham đặt khan mà không chả nhắm cả năng nhắm tình mà hôm nay xa hay nhắm tình kim nhưng mà pháp về chứng anh đó về chứng anh nhắm tha che ước chưa tình được xa vì ăn lối chả mà đo đi bằng án toàn riêng đấy chân dương dòng trái tình nhà tay chứ mà đặt tè ba nhắm khơi ba nhắm đẹp tiền ê anh đang ở bên chỗ mà pháp kì anh đang chỗ ba cháu phim anh đang tập đông phải nhắm quá lười chân nhắm lên pháp vào đầu chả nhắm lên pháp đấy tôi cho nên nhưng trong chuẩn việc tha riêng cai rồi bao dương á bên cha tư viên đồng viên trong những tha sở đấy riêng dương lên thưa ca bán pin mà rồi bị rồi hai trong viên ai miên bảy hai muôi con tay bởi dương thai tăng vị không tới ạ tụm hoa miên bảy hai vì dư đó vì dư bảy hai đi ba kiếm con miên chia score con lát nông chiêm con tay quả dụ hồng vậy ấy hay quạt control là hồn hay quạt chập đắng cái này trả ôi tập nông khuôn quạt play thì quạt đắng à quạt đắng ha ở lâu nữa quạt hiển clean score quạt tập bè nó sống thái bập trả quạt còn tầng bẹt sập khay bấm trả tầng bình đất khơi thế ô chiến score lại trả chiến score lại quả đằng bên nóng trả đằng bên nóng liêm quật quật to mày trả quật chụp bay phủ quật trả tại ai quật clean chiến score trả trong trường ngữ ấy cái nào ấy ai đại dương bình đất toàn bẹt trả cứ kẹp chỉ bạc bàn thằng ngọn trả ô của má thắt đó đi gần chân này trả đó ha bảy mà đó nhẹ miên mà hà thì đó nắng á tam bớt đó nơi sập rắn mà nữ sập trả sập tray đại quật ưu tiên ho thế trả quật miên miên quật thấp thân em chả quật thấp thân em ở bàn hà thân em bọc mốt á anh nó ngáp thấp chớ nó có từng hà đi đó là chả chân nẹt thấp là thân em ở bọc mốt nó ngáp thử từ kiếp á chả kia ao kiếp đập bánh tay mưa thà ta miên cao sẽ kèm hà đi anh đọc đàn lòn chả chân nó bây là cái tay mưa từ bốn cái khơi miên á kẹp chia ba toàn chả vì ở rít tân á để vì nơi mà đông chân cái cặp việc bỏ trao đúng mới có cái phở thân em đúng mới có cái ấy chân á cho đây mất tay bên nào vì hít cho chiêm mà anh chị bạn cao đó chân với châu còn chiêm bây giờ đang chân mà hà đi chiêm cứ lướt à nẹt lát chưa của mối khác sẽ chả cho nó hai giờ nè chả miên mà đủ sợi để con phở thân em chả học môn chở nó á có ai bị chôm nó mà hai đi đó này chả đứa cho nó hai giờ nhưng trong cái trẻ thá bà sân chỉ dương chả miên ai để mình pro tới đây á dương chỉ dương chạy áp đôi co nhưng trong này mình co nhau mà co nhau miên đọc kỹ á miên đọc kỹ nó việc mà đong việc về khác tới việc cho tới việc trừ chả hai mà đong việc bắt mà đong việc miên chả hay à khác tới cho miên bay cái lại nhá khác thông hoặc là tụi đọc bên chẳng nhầm tật bẹt nhầm tật bẹt bẹt khơi nhở miền cao sẽ can chìm so nhưng lẽ cho quá trà chẳng bẹt ở miền sòn than mà bị kinh năng tệ phần tai kia tam đang dương là hồn kia thả năng hoàn toàn khủ thế này phần tai kia năng tệ là phun phèm dương bởi dương miền ấy thời để check tiết kia ao dương tật bẹt tiền trong bên để dương đăng luôn là miền sen đuối dương chạp hồ bẹt chủng nía nhá năng ở bài hà chào đây khai tại dương ở đăng luôn trà năng lại dương ở đăng luôn hiện của bạn tịnh trà hai cái kim phèm mà đông tiền trà protein nó vi chạm bánh nè, sản phẩm dương cơ bản tai mềm chết, ta hộp tê protein nó mau bị nát chả, cứ mau bị sạch chả, vi chở sạch sạch hay sốt nâng cơm cho nhiệt tiết, chả miên sạch chả miên cơm cho nhiệt tiết, miên
ដូចជាបន្លែខ្លះខ្ញុំអត់ចាំប្រភេទបន្លែចាប៉ុន្តែសាច់ខ្ញុំចាំសាច់ក្របធញ្ញជាតិហើយនឹងសុទ្ធហើយនឹងអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតចាអមអានឹងគឺជាអាហារប្រូតេអ៊ីនហើយអញ្ចឹងអាហារប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាចាំបាច់ណាស់ចាហើយប៉ុន្តែវាមួយទៀតមានប្រូតេអ៊ីនសពនិមិត្តអាហ្នឹងពួកអាគេបង្កើតជាគេហៅថាម្សៅប្រូតេអ៊ីនណាអាហ្នឹងគេយកទៅចម្រាញ់ហើយវាលែងជាធម្មជាតិប៉ុន្តែបើយើងខ្វះខ្លាំងចាបើយើងហូបធម្មជាតិនឹងអត់គ្រប់អាហ្នឹងយើងត្រូវថែមជំនួយ half pound គឺម្សៅប្រូតេអ៊ីនក៏ប៉ុន្តែលើសប្រូតេអ៊ីនក៏អត់កើតដែរណាប្រិមិត្តជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាកីឡាអតពលកម្មបងស្រីខ្ញុំប្រាប់ថាស្លាប់ដោយសារលើកប្រូតេអ៊ីនត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីឲ្យធម្មពលនឹងខ្លាំងពេកដល់ពេលយើងទៅលុះស្លាប់ហ្មងចាអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងខ្វះជាតិស្ករទៅហូបប្រូតេអ៊ីនទេហូបច្រើនក៏វាខូចសុខភាពដែរវាលើសវាបញ្ហាតម្រងនោមត្រង់ហ្នឹងហើយដែលពេទ្យគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់ឥឡូវបើប្រិមិត្តខ្វះជាតិស្ករទៅសួរពេទ្យណាក៏ដោយក៏គេប្រាប់ថាបើអ្នកឯងខ្វះជាតិស្ករអ្នកឯងញ៉ាំស្ករប៉ុន្តែមិនមែនញ៉ាំស្ករស្ករសឬក៏ស្ករពីងនឹងទេចាហើយមានបងបងស្រីម្នាក់គាត់ថាពេទ្យឲ្យគាត់ញ៉ាំស្ករមួយថ្ងៃ200ក្រាម200ក្រាមច្រើនណាស់ចាពេទ្យឲ្យគាត់ញ៉ាំស្ករគាត់ខ្វះជាតិស្ករឲ្យគាត់ញ៉ាំ200ក្រាមហើយលាយទឹកខ្ញុំមិនដឹងថាអាហ្នឹងគឺព័ត៌មានពិតៗខ្ញុំនិយាយតាមគាត់តែបើពេទ្យឲ្យញ៉ាំ200ក្រាមហើយស្ករសទៀតអាហ្នឹងខុសមែនហើយព្រោះអ្នកខ្វះជាតិស្ករចាគឺយើងគេពេទ្យគេឲ្យញ៉ាំស្ករធម្មជាតិចាស្ករធម្មជាតិមិនមែនជាស្ករចម្រាញ់មិនតែបើយើងរត់បានទេយើងអាចញ៉ាំកូកាកូកាវាលឿនដែរហើយយើងញ៉ាំបើមកស្រួលខ្លួនឯងកុំខឹកទៀតតែយើងទៅកន្លែងណាដែលយើងអាចទិញចេចាទិញអីញ៉ាំបានញ៉ាំចេជំនួសវិញចាប៉ុន្តែគាត់ថាពេទ្យឲ្យគាត់ញ៉ាំស្ករ200ក្រាម200ក្រាមហ្នឹងគឺខុសមែនពីព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចញ៉ាំស្ករមនុស្សស្រីបានតែ24ក្រាមទេតាមខ្ញុំចាំចាបើគិតទៀតសភាតែហ្នឹងគឺ6ចា6សភាតែអាហ្នឹងចាទាំងស្ករធម្មជាតិស្ករចម្រាញ់ហ្នឹងវាសរុបទៅគឺប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុន្តែអាស្ករធម្មជាតិហ្នឹងវាចម្រាញ់ទៅយឺតចាវាបំបែកយឺតណាចាប៉ុន្តែបើអាស្ករ process ហ្នឹងអាស្ករចូលការ process ធ្វើឲ្យចេញស្ករហ្នឹងអាហ្នឹងវាបំលែងទៅលឿនអញ្ចឹងមិនពេទ្យគេអត់ចង់ឲ្យញ៉ាំអាស្ករហ្នឹងព្រះមិនចាដូច្នេះហើយនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងបញ្ហាស្ករចាបញ្ហាស្ករមួយទៀតបញ្ហាថ្លើមហេតុអីបានយើងឈឺថ្លើមយើងឈឺថ្លើមវាមានកត្តាដូចជាទី1កត្តាមេរោគចាយើងឆ្លងមេរោគឬថាមេរោគមានឲ្យយើងកើតជំងឺ hepatitis A hepatitis B C អញ្ចឹងទៅចាទី2យើងមានជំងឺថ្លើមហើយវាវិវត្តទៅមហារីកថ្លើមចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមស្រាប់ហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នលើអាគ្រឿងសង្វឹងដែលគាត់ផឹកចាពីព្រោះបើសិនមនុស្សនឹងអត់ឈឺថ្លើមទេប៉ុន្តែផឹកស្រែអានឹងគ្រាន់វាយូរចាវាយូរវាមិនដល់វាវត្តទៅមានសាច់ដុះក្នុងថ្លើមឬក៏កើតបញ្ហាចាជំងឺថ្លើមហ្នឹងវារៀងយូរជាងអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមស្រាប់បើអ្នកមានជំងឺថ្លើមស្រាប់ឯងគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ទៅកម្មវិធីគាត់ផឹកចាគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលផឹកអីជាអ្នកផឹកអីច្រើនទេគាត់គ្រាន់តែទៅកម្មវិធីការយឹងទៅកុំឲ្យគេថាយើងអត់ចូលរួមមួយគេយើងចេះញ៉ាំណាញ៉ាំតិចតិចហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានជំងឺថ្លើមស្រាប់គាត់ដឹងដល់ពេលគាត់ផឹកទៅវាប្រឈមមុខនឹងជំងឺដុះសាច់ក្នុងថ្លើមចាដល់ពេលដុះសាច់ទៅធ្វើឲ្យកើតជាជំងឺមួយចាសាច់ហ្នឹងវាសាច់ហារីទៀតចាហើយតើកាលណាដុះដល់2គីឡូអីហើយគឺអងខ្ញុំដល់ជាយុបល់ថាប្រិមិត្តចាបើអាចទៅនិយាយកុំឲ្យតែយើងឧទាហរណ៍មហារីកថ្លើមហ្នឹងវាទៅជា process មួយដែលវារីកទៅក្នុងឈាមអាហ្នឹងទូបីដោថ្លើមក៏បានដែរចាក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងករណីថាយើងមហារីកតែពេទ្យទៅបាញ់កាំរស្មីគឺកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់រីកទេអញ្ចឹងប្រិមិត្តបើអ្នកមានចាធនធានមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយចាគួរតែទៅនិយាយបើទៅត្រឹមថៃគឺប្រិមិត្តចំណាយលុយច្រើនណាចំណាយលុយអស់200,000គ្រាន់តែបាញ់កាំរស្មីឲ្យអត់ជាទេចានេះមានព័ត៌មានហ្នឹងពីអ្នកជិតខាងពូខ្ញុំចាគាត់ឈឺចាគាត់កើតជំងឺថ្លើមដោយសារគាត់ហូបច្រើនគាត់ផឹកច្រើនដល់ពេលគាត់ផឹកច្រើននោះវាបញ្ហាចាសាច់ដុះក្នុងថ្លើមវាបញ្ហាមហារីកថ្លើមហើយគាត់ទៅព្យាបាលនៅថៃចាទាំងខ្មែរទាំងថៃសរុបទៅអស់300,000 ដុល្លារអត់មានបានប្រយោជន៍ផងប៉ុន្តែគាត់បានចាធ្វើការព្យាបាលប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺគាត់ថាសរុបទាំងឥណ្ឌាសរុបទាំងថៃទៀតចាប្រហែលជាខ្ទង់500,000 ដុល្លារមានន័យថាទៅឥណ្ឌាហ្នឹងគឺអស់200,000តែវាបានប្រយោជន៍ចាវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងឥឡូវមកស្រុកខ្មែរគាត់ដើរបានគាត់ធ្វើអីបានធម្មតាគាត់ថាគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនគាត់ដូរថ្លើមប្រិមត្តចាអញ្ចឹងប្រទេសឥណ្ឌាបងជំនួយមួយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាវិជ្ជបណ្ឌិតគេគឺថាអស់ចាហ្មងចាជំនាញហ្មងផ្នែកគ្រឿងក្នុងគឺហាក់ដូចជាគេហៅថាគឺហាក់ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងយ៉ាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរចាចាផ្លាស់ប្ដូរនៅគេហៅថាសេរីរៀងយើងដើម្បីឲ្យយើងបន្តជីវិតបានទៅទៀតហ្នឹងចាដែលឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវរស់បានចឹងនេះចឹងទៅគាត់ទៅឥណ្ឌាទៅបាន20ឆ្នាំអីទៀតចឹងណា